Là kỹ sư lắp đặt âm thanh của nhà hàng Thủy Sen. Đây là cô chủ xinh đẹp. Lý do gì mà em lại làm hết khả năng của mình ở đây? Và mục đích của cái âm thanh ở đây là làm hay như thế là để làm gì? Là có phải là để cho các giọng ca cộng đồng không chuyên như chúng ta, không phải ca sĩ Châu Tuấn mà hát vẫn hay như ca sĩ không? Đấy là vấn đề mà em cần phải nói ra ngay bây giờ. Và phải nói rằng Kim Dung đã nghe rồi, hệ thống âm thanh ở đây tại sao hay, nói nhẹ vẫn hay. Kim Dung nói giọng bình thường không có ấm thế này đâu, không có hay như thế này đâu, vì âm thanh đấy ạ, vì âm thanh. Không phải chứ, em biết này, thứ nhất là yêu vợ, đúng rồi đấy, yêu vợ. Thứ hai nữa là chị Thủy về Việt Nam, em đã đưa đi du lịch, đi ăn nữa, ở các cái khu, mấy cái khu mà rất là nổi tiếng ở Hà Nội. Thì ở nhà là anh rất là sắn quần lên, gọi là trèo đây cả ngày, 5 ngày liền đúng không nhỉ? 5 ngày liền với cả, 14 ngày với cả Ngọc Dũng để còn mau tất cả làm lại tất cả âm thanh ánh sáng đấy. Tất cả thì thôi, chúng ta cũng cảm ơn anh Tuấn Anh rất là nhiều để có được một cái nơi tụ tập, gọi là tụ tập đi cho đơn giản đúng không anh chị? Không gọi là giao lưu nơi, tất cả anh chị em ta cùng được tụ tập để cùng chia sẻ với nhau. Hãy cùng cổ vũ tranh một tràng pháo tay này không ạ? Cảm ơn anh. Vâng, và bây giờ thì chắc chắn sẽ là một đôi lời để gửi tới toàn thể các anh chị và các bạn ở đây với một cái điều mong muốn nhất có thể là địa chỉ Thủy Sen sẽ là nơi mà tất cả các anh chị em cộng đồng yêu âm nhạc, thích sân chơi văn hóa cộng đồng cùng nhau hướng về những câu lạc bộ, hướng về quê hương đất nước thì hãy đến đây vì âm thanh ở đây rất tuyệt vời và phong cách phục vụ cũng rất chuẩn. Và bây giờ thì không nói nhiều nữa, mình lại nói sang phần của người khác. Xin mời. Không, em biết, em nói trước anh nhé. Em biết ước ao ấp ủ là bây giờ được tìm được cái địa điểm nào nữa chứa được 300 đến 500 người. Đúng không ạ? À, được không ạ? Đúng không ạ? Dạ vâng, vâng bây giờ mời anh ạ. Mình không biết nói cái gì đâu. Thế khi mình nói đó, mình ở phía bên sân sau của vợ thôi. Tất nhiên là theo group B yêu vợ thì làm những cái này với cả cái tính của mình ấy, thì làm cái gì mình cũng làm, muốn là làm đến nơi đến chốn. Cái đấy là cái tính. Để làm bất kể cả mấy cái nhà hàng của mình ấy, mình cũng bao cái thứ là nó cầu kỳ. Luôn luôn phải cầu toàn đúng không anh? Phải cầu toàn, đây là cái tính của mình. Thôi. Cảm ơn mọi người. Chưa bao giờ đứng trước đông mọi người với cả chia sẻ cái lời này đâu, vì bao nhiêu hội đoàn thì nó chưa bao giờ nói cái chuyện này. Có nghĩa rằng hôm nay là một ngày đặc biệt, một chương trình đặc biệt, một sự kiện đặc biệt. Bởi vì yêu vợ cho nên tất cả những người bạn đồng niên của vợ đã trở nên một điều kỳ diệu. Và bởi vì như vậy cho nên chúng ta hãy tặng cho một điều kỳ diệu này một tràng pháo tay thật lớn được không? Thực sự là rất là yêu các bạn. Yêu các bạn tuổi gà với nhau như vợ mình nói đấy, trở về cái tuổi thơ mọi người nên cố gắng, mọi mình cố gắng đoàn kết và mình tham gia được trong các cái sự kiện của cái tuổi gà của mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Kỳ diệu thì chắc chắn sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Chúng ta đồng ý không ạ? Rất là tuyệt vời và hy vọng rằng hội Thủy Dầu sẽ ngày càng phát triển số 2 của tất cả những các cái câu lạc bộ, các hội đoàn. Và đây, đó là một cái vấn đề cần nhất, đó là sự đồng lòng đoàn kết của tất cả các anh chị thành viên. Và một lần nữa thì chúc mừng cho hội Thủy Dầu. Dạ vâng, anh chị bây giờ đi xuống được rồi. Và bây giờ thì cảm ơn rất nhiều. Và chúng ta sẽ đến chị phần ơi, 2 bạn chương trình. Luôn đi. Bây giờ cho các anh chị lên hát này rồi là chuẩn bị một lát nữa thôi. 2-3 bài thì em sẽ lên anh chị em mình giao lưu những cái game nhỏ. Một giọng hát cũng rất hay của cộng đồng cái của chúng Trần ta. Trần thì đúng hơn. Trần Măng, dạ nói cho tóm lại, Đăng Trần. Anh Đăng Trần, anh Trần Đăng, ở đâu ạ? Song ca, hát bài này song ca. Rồi, dạ. Anh Đăng Trần em mời anh ạ. Chúng ta... tiếp theo chương trình văn nghệ. Vâng, cũng Đăng Trần cũng đương nhiên là bắt đầu một... không biết là cô mái này là... nên gọi là hát song ca cùng với lại cô Đăng Trần một bài chuyến tàu hoàng hôn sáng tác của Minh Kỳ. Thank you.
trong buồn ta ơi. Muốn không gian dài tan, níu đôi chân thời gian. Đừng trôi qua giây phút chia ly này để một lần. Cảm ơn rất nhiều. Hai bạn đã tất cả mọi người ở đây và hôm nay xin
cho các bài hát này và cầu nguyện cho tất cả được bình an và Ukraine chấm dứt chiến tranh. Xin các bạn. Cảm ơn các bạn. Thank you.
với cả nhà là đây là hai bạn từ Ukraine sang, mà lúc đầu là kiểu như liên hệ với bảo diễn, hai bạn là cứ ảnh ấy cứ bảo là mới sang rất là ngại, và bây giờ hôm nay là có như hai bạn đến được đây là rất là vui. Ukraine sang như anh chị thấy là bên đó là đang chiến tranh, anh chị đã mất toàn bộ rồi, bây giờ làm lại từ đầu từ con số 0 rất là khó khăn phải không ạ? Nên tất cả chúng ta sẽ cùng gặp đến đây để cùng chia sẻ, để cùng hỗ trợ cho nhau bằng tinh thần và tình cảm, và hãy dành cho chị những tràng pháo tay để vì được đứng lên mạnh mẽ hơn là vậy. Để cho chơi trò chơi này, trò chơi ủng hộ bao nhiêu, bạn ủng hộ bao nhiêu, tiền lẻ tiền chẵn em nhận hết đấy. Bao nhiêu ạ? 10 đồng được, 20 đồng, 50 đồng, tùy. Bây giờ này đi xin nhé, em xin tài trợ giúp anh các chị. Bây giờ bắt đầu em đếm. 20 là 30 đồng. 20 nữa là 50 đồng. Đâu nữa? Anh chuyển giúp em nữa. 60 đồng. Bao nhiêu đây ạ? 70 đồng. 80 đồng. Ồ. Nữa không ạ? Còn nữa không ạ? Nữa ạ, 80 đồng. Ai ủng hộ nữa ạ? Giãn cho một chút ạ, chị đứng ra đầu này cho em. Rồi, cách nhau đứng cạnh, đan xen vào nhau. Chị đứng ra đứng cạnh nhau với dồn với trao đen. Đứng theo hình của Hồng Kông đi, Bán Nguyệt đi. Ai này cho người đầu tiên. Và MC hô 3, 2, 1, bắt đầu thì nhạc nổi lên, nhạc remix nổi lên, tất cả chúng ta đừng cùng nhún nhảy. Vừa nhảy vừa truyền nhau chiếc chai này, truyền đi lại truyền lại, truyền đi lại truyền lại. Liên tục truyền như vậy, bất thình lình nhạc tạm dừng. Ai đang cầm chiếc chai, người đó bị loại khỏi cuộc chơi. Đó, nên phải thật tỉnh, nghe nhạc dừng rồi thì đừng có mà cầm. Mà chiếc chai rơi ở chân người nào, người đó phải tự nhặt lên để truyền cho người kế tiếp. Chuyển đi chuyển lại, khi nào người cuối cùng cầm chiếc chai thuộc về người đó 150 đồng. Rồi. Đơn giản vậy thôi, một tràng pháo tay được không ạ? Rồi. Tất cả chúng ta ở dưới sẵn sàng chưa? Ở trên những người chơi sẵn sàng chưa? Xin mời nhạc bắt đầu, chuyển luôn. Chuyển luôn, chuyển luôn, từng để tiền rơi. Anh nhập lên nhưng mà nhạc tạm dừng, lúc đang có nhạc và nhạc tạm dừng anh bị loại rồi. Thôi không sao, anh đứng lại. Chúng ta sẽ nháp lần đầu tiên được không ạ? Rồi. Nào chúng ta sẵn sàng chưa ạ? Bắt đầu. Rồi. Cố lên. Cố lên. Đừng để tiền rơi. Đến với gala ngày hôm nay. Câu lạc bộ Kỳ Dâu 19. Anh là người bị loại. Hai người rồi dừng rồi mà anh còn cố. Đúng rồi. Nhà sân của anh cầm, anh đưa ra người ta người ta tỉnh. Rồi, cảm ơn. Đúng rồi, rất tỉnh. Rồi, chúng chuyển đến người bên cạnh và đi xuống. Đơn giản vậy thôi. Rồi, xin mời nhá. Bỏ giày ra để chơi rồi. Đúng rồi. Chị là người bị loại, rất tỉnh. Mày cầm vào tay đã rồi.
rồi. Đúng rồi. Cầm nó tay một nhịp nữa nhá. Đúng rồi. Người bị loạn. Đi giày mà đi, trời ơi. Có được 150 đồng một mò cả giày cả dép. Chúc mừng 150 đồng trò chơi đầu tiên tặng Hoài. Để cho mọi người hát thoải mái luôn để không cho đỡ bị ngắt cách cho mọi người nhé. Các quý vị về đi để cho đỡ. Trò chơi khác, trò chơi này khác nữa nhé. Ai à? Chúng ta để dành một lần chơi nốt trò này, chút tất cả chúng ta hát sau là hát liền tù tì luôn rồi nhảy đó.